Đây thì mình hướng dẫn mọi người cách điền form nhập cảnh vào Mã Lai nha. Đầu tiên thì mọi người hãy đăng nhập vào trang web Malaysia Digital Arrival Card này, tìm kiếm trên Google đó, nó cũng sẽ ra. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nhập tên của mình vào, Sự Nguyễn Vi Tuấn, số passport 2024433 đi đó, số này ha. Chọn quốc tịch của mình, chúng ta quốc tịch Việt Nam nè, giới tính nam, ngày sinh nè, một lần là một ngày sinh ha. Đấy thì bạn sẽ chọn nhà sự sinh vào năm 2000 đi, sinh vào tháng 2, ngày 2 tháng 2 2000. Mục tiếp theo chỗ này date of passport expiry là ngày hết hạn của passport. Mình ví dụ passport mình hết hạn vào năm 2030 ha, vào tháng 11, 29 tháng 11 2030 đó. Sau đó thì bạn sẽ nhập địa chỉ của email của bạn vào nha, Nguyễn Duy Tuấn @gmail.com. thì xíu nữa sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh á, nó sẽ gửi một cái form qua email của bạn để xác nhận là bạn đã thành công, đăng ký thành công Nguyễn Duy Tuấn, xác nhận lại địa chỉ email này, chúng ta gõ lại lần nữa rồi nhập số điện thoại của chúng ta vô. Ví dụ của mình là 0909259969 đi, ví dụ ha. Rồi ở mục traveling information ha, rồi ở mục này date of arrival ha, mọi người sẽ điền ngày mình nhập cảnh. Ví dụ mình nhập cảnh vào ngày 6 tháng 10 đi, và ngày mình về date of departure nè, mình sẽ điền ngày về, giả sử mình về ngày 10 tháng 10 2024 đó. Hình thức du lịch chúng ta du lịch bằng air là đường hàng không, đường bộ, đường biển, giả sử mình bay bằng máy bay đi đó. Đây là last port of embarkation before Malaysia, giả sử mình bay từ Hồ Chí Minh tới thì mình sẽ nhập vào Hồ Chí Minh. Oops, nó bị gì đấy, Việt Nam chứ, mình nhập vào Việt Nam nước trước khi mình nhập cảnh vào Mã Lai. Rồi mã chuyến bay, giả sử VJ 8826 đi, ví dụ ha, cái này ví dụ thôi nha. Và đây accommodation of stay là cái khách sạn mọi người sẽ ở đó, và tên khách sạn là gì, địa chỉ, giả sử mình nhập là Ibis Style KL đó, thuộc bang gì, sự bang đó là bang mình cho là bang Selangor đi, ngay thủ đô City, sẽ nhập vô City Kuala Lumpur đó, 72100, mã postal code. Cái này nhập cũng có thể kiếm được trên mạng ha, cũng không cần đúng nữa đâu. Sau đó thì chúng ta bấm vào kiểm tra lại thông tin một lần nữa, bấm vào submit đó, vậy là xong, vậy thôi, đơn giản.